Phi Hùng rất vui gặp lại bà con mình trên kênh YouTube An Phát Nông Cây Ăn Trái. Thì trong cái bối cảnh xử lý qua mùa nghịch năm nay á bà con, thì ở hai video trước Phi Hùng đã gửi tới bà con mình về thời điểm bón lân và những lưu ý khi mà mình lên bắt lo. Thì trong cái việc canh tác sẽ có những cái tình huống xảy ra không mong muốn trên vườn của mình. Và đặc biệt nha bà con, đối với cái niên vụ năm nay, niên vụ 2024-2025, khi mà mình đang xử lý ra qua mùa nghịch trong cái bối cảnh thời tiết mưa nhiều, hay bà con mình gọi với cái cụm từ là La Nina bà con, thì càng có những cái tình huống mà làm cho cái việc xử lý của mình trở nên khó khăn hơn. Thì hôm nay Vi Hùng rất vui và cũng như là muốn gửi tới bà con mình những cái thông tin về những cái tình huống mà có thể trong cái quá trình mình xử lý qua bà con mình sẽ gặp trên vườn của mình. Đặc biệt nha, đây là những cái tình huống mà Phi Hùng đi làm vườn thực tế và cũng như là bà con mình chia sẻ lại với Phi Hùng, và Phi Hùng sẽ xử lý theo một cái hướng an toàn và cũng như giúp cho cái việc bà con mình xử lý qua tối ưu nhất. Thì có lẽ đây là những cái tình huống mà trên vườn bà con mình, dù là giống ghi sáo hay giống món thon, đều có thể xảy ra trên vườn của mình nha bà con. Và sau khi mà mình xác định được cái tình huống cần xử lý, bà con mình xử lý tình huống đó xong và cũng như tiến hành các cái cửa phun xịt xong, thì các thao tác còn lại mình cứ tiến hành bình thường nha bà con. Thì cái móc phun xịt vẫn là Phi Hùng sẽ lấy cái móc dao động từ 5 tới 7 ngày một cửa phun, để cho một cái khoảng thời gian an toàn các chế phẩm thấm thuốc và cũng như để cho cây sầu riêng mình nó chuyển đổi và cũng như nó duy trì cái trạng thái sinh sản tối ưu nhất. Thì bây giờ Phi Hùng sẽ mời bà con mình một cái bài thơ đi, để cho mình diễn tả cái mùa vụ năm nay. Đặc biệt nha, mùa vụ năm nay thì Phi Hùng thấy được cái thao tác phục hồi bà con mình làm rất là kỹ và cũng như đầu tư rất là nhiều. Thì nhân tiện đây Phi Hùng xin gửi bà con một cái bài thơ, rồi sau đó mình sẽ bước vào những cái tình huống chi tiết trải qua thao tác phục hồi gốc bung rễ trắng đọt thời mởn xanh, 2-3 cơ đọt tốt lành, đến nay lá lụa vừa nhanh chuyển già, thông tin anh chú gần xa, gia cố mương liếp tiếp đà bón lân, sầu riêng mùa nghịch khó khăn, chúng em kính chúc chú anh thuận buồm. Thì qua cái bài thơ đó thì Phi Hùng muốn nhắn gửi tới bà con mình năm nay cái thao tác mình bón lân và thao tác mình gia cố mương liếp là một trong những cái mà Phi Hùng muốn nhấn mạnh năm nay ha bà con, tại vì trong cái bối cảnh thời tiết mưa nhiều. Rồi thì bây giờ Phi Hùng sẽ mời bà con mình bước vào những cái tình huống chi tiết và cũng như cái cách mà Phi Hùng hóa giải những tình huống này và cũng như mình xử lý tình huống ha bà con. Xử lý tình huống thứ nhất, đối với tình huống thứ nhất thì nó có tên như sau: xì đọt khi tạo mầm. Đó, đối với tình huống này thì có lẽ bà con mình thấy trong vườn của mình sẽ ít nhất tầm khoảng 5-6 cây, hoặc là có khi là nguyên vườn bị luôn. Thì đối với cái tình huống xì đọt khi tạo mầm này đó bà con, thì ở đây Phi Hùng thấy được do cái lực cây trong vườn mình nó không cân đối và cũng như cách mình tạo cơi không có đồng loạt, thì trường hợp này rất là dễ bị trong vườn của mình nha bà con. Đặc biệt là đối với niên vụ năm rồi thì bà con mình thấy cái thời tiết quá nóng đi, làm cho vấn đề đi đọt của cây sầu riêng mình không có là một thể thống nhất, nên khi bà con mình tạo mầm xong, đặc biệt là sau cử tạo mầm thứ hai hoặc là tạo mầm thứ ba 4-5 ngày, thì trong vườn của mình tầm khoảng 15-20% và có khi 40% nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là nó đi đọt. Có nghĩa là lá nó đã đen và nó đang ở trạng thái là chuẩn bị chuyển sang sinh sản, nhưng mà mưa gió hoặc là một số tác nhân nào tác động thì nó chuyển sang cái trạng thái nó sinh trưởng. Thì đặc biệt Phi Hùng ghi nhận được cái trường hợp mà xì đọt khi tạo mầm thì sẽ xảy ra ở những cái vườn mà nó có các cái nguyên nhân cơ bản như sau. Thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất, mình xác định cơ đọt và cũng như mình chọn cái loại lân bón gốc không có phù hợp với cái vườn của mình. Đặc biệt nha bà con, đối với cái việc mà mình xử lý qua mùa nghịch đó bà con, thì cái thời điểm bà con mình bón lân và cũng như cái loại lân bón phải cho nó phù hợp với cơ đọt của mình, thì lúc đó cái việc mình xử lý cây hoa nó mới tối ưu. Nhiều bà con mình chọn những cái loại lân nó tan chậm, nhưng mà do cái cây mình đi
đọt quá sung đi, mình đã hút đi cái khoảng thời gian mình bón cái lân tan chậm rồi, thì bắt buộc mình phải gác cái loại lân nó lại, mình chuyển sang cái loại lân tan nhanh để phù hợp với cái vườn và cũng như phù hợp với cây đọt. Đặc biệt cái thời điểm bón lân là một trong những cái thời điểm quan trọng nha bà con. Và sau khi bà con mình gãy lân xong thì cái lượng nước mà bà con mình hòa tan và cũng như giúp cái cây nó hấp thụ cái lân cũng rất là quan trọng. Và nguyên nhân thứ hai thì vùng thấy được là do mình mắc mưa và cũng như cái lượng nước trong mương mình rất là nhiều đó. Bà con mình để ý sau tầm khoảng mình tạo mầm lần thứ nhất xong, nếu mà mình cái vườn của mình á, nếu mà gặp mưa gió thì lúc này cái lượng nước mưa dồi dào cộng với lượng đạm tự do sẽ thúc đẩy cái quá trình cây sầu riêng mình đi đọt. Đặc biệt là những cái cây sầu riêng mà nó già đọt trước rồi thì nó sẽ đi một cái cơ đọt sáng mũi giáo lên, thì lúc này báo hiệu là mình phải tác động cái đọt trước rồi mình mới tiến hành các thao tác còn lại. Và cái lượng nước trong mương thì bà con mình phải rút ra cân đối giúp Phi Hùng, đặc biệt nếu mà mình kỹ xíu mình triệt cho nó khô luôn thì càng tối hảo ha bà con. Và nguyên nhân thứ ba là giai đoạn sinh trưởng nó mạnh, có nghĩa là sao, là đối với những một số vườn mõn thon mà bà con mình làm bối năm đầu đó, thì khi tạo mầm lần 1, lần 2 xong lá nó già nó đen bắt đầu là gì, phù hợp với cái thời điểm sinh lý của cây sầu riêng. Khi lá nó già nó đen rồi thì bắt buộc là gì, nó phải tiến hành đi một cơ đọt nữa, tại vì lúc này nó còn trẻ, đặc biệt là cây cho trái bối đó bà con để ý đi, vào cái thời tiết mà tháng chạp nè, xong rồi tháng giêng, thời tiết mùa xuân thì lúc nãy cây nó đi đọt dữ lắm, cũng một phần là do giai đoạn sinh trưởng nó mạnh. Thì để khắc phục những cái điều này, để thuận tiện những cái việc ra hoa của cây sầu riêng, Phi Hùng xin xử lý những cái nguyên nhân này theo các cái bước như sau. Thứ nhất là mình sẽ bổ sung lân gốc bằng cái Argon 620 mình cộng kết hợp với kali trắng. Liều lượng mà con có thể quan sát qua màn ảnh nhỏ. Thì đối với nguyên nhân mà chọn cơ đọt không phù hợp và cũng như cái loại lân bón gốc không phù hợp thì mình bắt buộc là mình phải bổ sung hàm lượng lân cho cây hấp thu mau, và cũng như mình phần nào mình khống chế cái đạm thừa lại trong cây, tại vì một khi mà cây nó đi đọt, nó nhóm đọt rồi thì cái tỷ số đạm nó sẽ cao ha bà con. Thì ở đây Phi Hùng chọn cái phương án là an toàn. Và cái yếu tố thứ hai, nếu mà vườn của mình mắc mưa liên tục và cũng như lượng nước trong mương nó nhiều thì bà con mình phải tăng cái tốc độ thoát nước trong mương. Đặc biệt nha, ở đây Phi Hùng ghi nhận được nếu nó làm mùa nghịch rồi thì cái việc bà con mình đặt những cái máy bơm nước, mình thổi cái lượng nước ra, bắt buộc là mình phải có trong những cái vườn mà tốc độ thoát nước nó chậm. Và kế tiếp là gì? Khi mà bà con mình phun chặn đọt xong, và nếu trường hợp là cái cây mình nó quá sung, bà con mình phun một cử chặn đọt chưa có đứng thì bắt buộc bà con mình phải tiến hành thêm một cử nữa. Bà con có hiểu như thế này nè, là khi cây sầu riêng mình chuyển hẳn qua trạng thái sinh sản rồi thì lúc đó bà con thực hiện các thao tác như là kích mắt cua và cũng như mình kéo mắt cua nó mới tối hảo. Còn khi mà đọt sáng lên rồi thì cây đang ở cái ngưỡng gọi là 50-50, nó vừa chưa chuyển sang được chế độ sinh sản và nó cũng vừa chưa chuyển sang được chế độ sinh trưởng. Lúc này cái cây riêng của mình nó rất là khó chịu bà con, nó cứ sáng cái đọt ngà mà mắt cua mình cứ cành có cành không, thì đây là một trong những cái mà Phi Hùng muốn lưu ý bà con mình ha. Thì bà con mình phải tiến hành phun một cử chặn đọt để cho cái cây mình duy trì trạng thái sinh sản. Thì đối với tình huống xì đọt khi tạo mầm á, thì Phi Hùng sẽ cho phun một cử chặn đọt bằng cái chế phẩm ABN Vin 10 mình kết hợp với Nano K cộng. Đặc biệt là bà con mình lưu ý giúp Phi Hùng cái vị trí mình phun là mình phải phun qua ngoài tán nha. Và sau khi bà con mình phun chặn đọt xong, ổn định xong và cũng như thấy cây quay lại trạng thái sinh sản rồi thì kế tiếp bà con mình lên bắt lò và cũng như tiến hành các cử kích bình thường. Kế tiếp bà con, thì đây là tình huống thứ hai mà Phi Hùng muốn nhắc nhớ bà con mình, đó chính là tình huống lên bắt lò xong cây đi đọt. Đây là một trong những cái tình huống mà có lẽ niên vụ năm rồi bà con mình gặp rất là nhiều, là tự nhiên mình phun bắt lo xong với cái nồng độ cao để mình ức chế sinh trưởng cây, mà tại sao phun xong bắt lo rồi bà con mình thấy cây mình đi đọt dù luôn. Thì lúc này bà con mình phải hiểu giúp Phi Hùng là gì, khi mà cái thời điểm bà con mình lên bắt lo thì nó phù hợp vào cái thời điểm cái cây sầu riêng mình bắt buộc phải đi cây đọt. Tại vì nếu mà bà con mình ba cử tạo mầm xong thì đâu đó ngót nghét tầm khoảng 21 ngày rồi thì lúc này lá nó đã già, nó đã đen rồi thì bắt buộc là gì? Thời điểm mà con mình lên bắt lo xong bỏ tầm khoảng 7 tới 10 ngày sau thì có một số vườn rơi vào cái thời điểm chu kỳ đi đọt của cây. Thì lúc này bắt buộc cây mình phải sáng mũi giáo lên, mình hình thành những cặp lá
đây cũng là một trong những cái yếu tố mà Phi Hùng cần phải chia sẻ tới bà con mình, để tránh cái tình trạng bà con mình cứ xem xét bà con mình tăng nồng độ bắc lo lên, nhưng mà cái thời điểm bà con mình phun bắc lo xong 7 tới 10 ngày sau lại rơi vào cái thời điểm sinh lý của cây sầu riêng bắt buộc nó đi đọt. Thì đối với cái trường hợp này, bà con mình phải ưu tiên chặn đọt để giữ cái trạng thái sinh sản cho cây sầu riêng. Tại vì bà con mình lên bắc lo xong, mình đang dùng cái nồng độ bắc lo nó cao để hỗ trợ và cũng như mình giúp cây chuyển sang trạng thái sinh sản tối ưu nhất, mà bây giờ đang sáng đọt rồi, bắt buộc mình phải chặn cái đọt để giữ trạng thái sinh sản. Lúc đó bà con mình mới có những cái mầm hoa, có những cái bông mới được nha bà con. Và cái liều chặn đọt ở đây vẫn là cái bộ đôi Vin 10 và Nano K cộng. Thì một chai Vin 10 và bà con mình kết hợp với một chai ABN Nano K cộng, bà con mình hòa cho 200 lít nước, mình phun ngoài tán. Và lưu ý ở đây nha bà con, ở đây có hai trường hợp mà Phi Hùng muốn liệt kê cho bà con mình. Trường hợp thứ nhất, nhà vườn có thao tác gà lại bắt lo lần hai thì bắt buộc mình chặn đọt xong mình mới phun đó. Tại vì đa phần á, Phi Hùng thấy được như thế này nè, đối với vào cái thời điểm tháng 6, tháng 7 âm lịch, nếu mà mưa nhiều thì chắc ăn bà con mình sẽ có thao tác gà lại bắt lo lần hai, nhưng mà mình phun lần một xong đọt sáng lên rồi thì mình phải chặn đọt và cũng như mình khống chế đọt xong mình mới tiến hành thao tác gà lại bắt lo lần hai. Và đối với cái công thức gà bắt lo lại lần hai thì Vi Hùng cũng xin nhắc nhớ bà con mình thôi, đó chính là 300ml bắt lo sữa ABN mình kết hợp với một chai Maybe 247 ABN và một chai thấm sâu. Vị trí mình phun, bà con mình phun giúp Vi Hùng là thân cành ha. Và kế tiếp là trường hợp thứ hai, đối với nhà vườn mà chỉ lên bắt lo một lần thì mình vẫn phải tiến hành thao tác chặn đọt xong và mình ứng dụng lại một cử tạo mầm thứ ba để hỗ trợ quá trình cây phân hóa mầm hoa. Thì trong cái xử lý nghịch mùa bà con thì có hai trường phái, một là họ sẽ chủ động họ tạo ba cử tạo mầm liên tục luôn, hai là họ sẽ ứng dụng cái cử tạo mầm thứ nhất, tạo mầm thứ hai xong và lên một cái lượng bắc lo nó cân đối, và sau khi lên bắc lo nếu mà có xì đọt thì họ chặn đọt lại và cũng như họ tiến hành lập lại một cử tạo mầm thứ ba để cho giúp cây phân bố mầm hoa. Thì ở đây Vi Hùng xin gửi tới công thức tạo mầm thứ ba, đó chính là 250ml carbophos, 500g 16-10-10 và 250ml nano K cộng mình kết hợp với một chai thấm sâu, tất cả hòa cho 200 lít nước, mình phun thân cành và cũng như là mình phun vào mặt dưới lá ha bà con, tại vì mình tạo mầm mà. Thì ở đây vừa rồi đã có hai cái tình huống đều liên quan tới cái việc là xì đọt hết đó nha bà con, xì đọt giai đoạn tạo mầm nè, xong rồi xì đọt cái giai đoạn lên bắt lo xong. Thì Vi Hùng xin lưu ý tới bà con mình liên quan tới cái phần đọt, thứ nhất bà con mình phải củng cố những cái hệ thống thoát nước như Vi Hùng đã nhắc nhở rồi. Thứ hai, bạc đậy gốc thì mình đậy cho nó kỹ một xíu, tránh tình trạng là gió nó bong chóc rồi nó hở bạc làm cho cây sầu riêng mình lấy nước, thì lúc này bắt buộc là cây sầu riêng mình có nước vào cũng như có đạm trong nước thì nó sẽ đi đọt thôi. Và một cái lưu ý kế tiếp bà con, thì đối với cái sinh lý cây sầu riêng, nếu mà thời điểm bà con mình lên bắt lo, bà con mình kích bông, nếu mà cây sầu riêng nó sáng đọt thì bà con mình phải giúp Phi Hùng chặn đọt để cho nó ổn định cái trạng thái sinh sản nó, thì lúc đó cái việc phân hóa mầm hoa nó mới tối ưu ha bà con. Và kế tiếp là cái tình huống thứ ba, đọt không xì, mắc cua bị nín. Đó, đây là cái tình huống có lẽ là nếu mà xét về giống á, thì Vi Hùng thấy cái giống ghi sáo sẽ bị cái tình huống này nhiều, đọt không xì, mắc cua bị nín. Thì sau cử kích mầm tầm khoảng 10 tới 15 ngày bà con đã thấy mắc cua xuất hiện rồi, nhưng mà bây giờ nó bị nín, nó bị đứng im ở đó, nó còn ở trạng thái miên trạng, nó không có sáng lên. Và đặc biệt là đọt không xì nha. Nếu mà đọt xì thì bà con có thể nói là cây nó không ở trạng thái sinh sản, nhưng mà đọt ở đây không xì. Thì đối với trường hợp này, bà con mình phải xem xét giúp Vi Hùng. Xem xét cái gì? Xem xét coi là mấy bữa nay cái vườn của mình có bị mắc mưa hay không. Và một cái yếu tố xem coi mấy bữa nay chỗ mình có sương nhiều hay không. Đặc biệt nha bà con, đối với xử lý nghịch mùa, nếu mà mưa nhiều, sương nhiều
thì cái thao tác rửa mắt cua bà con mình phải thực hiện giúp Phi Hùng. Tại vì khi mà mưa và cũng như khi sương ẩm độ nó cao thì các đối tượng nấm bệnh nó tấn công trên mắt cua sầu riêng mình rất là nhiều. Và đặc biệt khi mà mắt cua nó mới sáng lên, nó đang còn yếu, nếu mà mình bị mưa một hai đám mà mình không rửa được thì các đối tượng nấm bệnh và vi sinh vật có hại nó tấn công vào, nó làm mắt cua mình đen và cũng như nó làm cho mắt cua mình không có sáng lên, nó cứ đứng im ở đó hoài, cũng là một cái nguyên nhân ha bà con. Thì ở đây á, Phi Hùng sẽ gửi tới bà con mình hai cái công thức để mình rửa mắt cua, để hỗ trợ quá trình sáng lên của mắt cua. Đặc biệt nha, ở đây nếu mà vườn của mình chưa rửa mắt cua và hình lần nào hết thì bà con mình rửa mắt cua xong, bà con mình mới kích lại thì lúc này nó mới tới u. Công thức thứ nhất đó chính là tấp lút mình hòa ra mình rửa. Thứ hai là mình dùng cái nano kẽm. Bà con thấy quan sát qua màn ảnh nhỏ giúp Vi Hùng là Vi Hùng đã chia ra những cái trường hợp rõ rệt và cũng như cái liều lượng cụ thể, thì có cái liều lượng cũng như có trường hợp này, bà con cứ tự tin ứng dụng. Sau khi bà con mình rửa mắt cua xong thì mình sẽ tiến hành một cái thao tác mình kích mầm lại. Và cái cử kích mầm thứ hai trong cái quy trình lên bắt lo bà con sẽ được Phi Hùng ứng dụng trong cái tình huống đọt không xì, mắt cua bị nín. Thì ở đây cái liều lượng mà Phi Hùng cho kích lại bao gồm 500g siêu kích bông, 500g 10-60-10, 500ml nano ca cộng ABN, mình hòa ra 200 lít nước. Mình phun ở vị trí thân cành ha bà con. Tại vì khi bà con mình phun kỹ thân cành thì cái mặt dưới lá bắt buộc là nó phải ướt. Tình huống thứ tư đó chính là đọt xì, mắt cua nín. Đó, bà con thấy đây, cây bây giờ vừa xì đọt, mắt cua không sáng luôn, mắt cua nó nín luôn. Thì đây là cái trường hợp mà có lẽ Phi Hùng ghi nhận được nhiều trong cái giống mon thon. Tại vì đối với cái đặc tính giống này nó mạnh lắm bà con. Giống mon thon là một, cái giống Musakin là hai. Hai cái giống này nếu mà con mình lên bắt lo xong mà tầm khoảng 10 tới 12 ngày đã thấy mắt cua rồi nhưng nó lại bị nín, phần đọt non xuất hiện, thì đây là cái trường hợp mà có lẽ Phi Hùng ghi nhận nhiều nhất, và cũng như là Phi Hùng muốn lưu ý rõ cái trường hợp này để bà con mình tiến hành một cách nó trơn tru nhất và cũng như là nó an toàn nhất để bảo vệ năng suất trên vườn của mình. Thì xem xét đối với trường hợp này, bà con mình thường là thiên về lưu lượng mưa nó nhiều. Đối với nếu mà trường hợp này lưu lượng mưa nhiều quá bà con, mà như nãy Phi Hùng có chia sẻ rồi, bạc mình đậy không kỹ, mương mình thoát nước không tốt, tù nước, động nước, thì lúc này bắt buộc là cây sầu riêng của mình nó sẽ đi đọt. Thì lúc này khi đi đọt rồi thì mắt cua mình nín, hoặc là mắt cua mình sẽ chuyển sang trạng thái là nó là bông lá luôn. Và yếu tố thứ hai liên quan tới trường hợp này đó chính là sự khô hạn. Nếu mình triệt nước tốt, mình đậy bạc tốt và cũng như mình tăng cái sự khô hạn trong vườn của mình lên thì bắt buộc là cái đọt cây sầu riêng nó sẽ khống chế ở cái ngưỡng an toàn, không có xì bậy. Và cuối cùng là Phi Hùng xin lưu ý là đối với một số vườn, có thể là cái thông tin này nó sẽ hữu dụng vào tầm khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, nhưng mà sẵn đây luôn, Phi Hùng xin lưu ý tới bà con mình đối với cái lượng nước trong mương hoặc là lượng nước mưa đối với một số vườn không thực hiện thao tác đậy bạc. Nếu mà mưa nhiều, lượng nước mương nhiều thì nó sẽ xảy ra trường hợp này. Và ở đây Phi Hùng giải quyết cái tình huống này theo hai cái thời điểm. Trường hợp 1, đọt sáng nhẹ chưa mở lá thì bà con mình phải ưu tiên chặn đọt. Và cái bộ chặn đọt mà Phi Hùng ghi nhận và cũng như ứng dụng nhiều nhất và nãy giờ Phi Hùng lặp đi lặp lại hoài đó chính là ABN Vin 10 và Nano K cộng ABN. Đó, bà con mình ứng dụng một chai này chai kia, mình hòa cho 200 lít nước. Và một cái lưu ý ở đây nha bà con, đặc thù nếu mà trường hợp này xảy ra trên giống mon thon, bà con mình giúp Phi Hùng là cộng nhẹ tầm khoảng 300ml bắt lo sữa của ABN để tối ưu hóa cho cái việc chặn đọt nha bà con. Đối với cái giống mon thon, một khi cây sầu riêng nó sáng đọt lên rồi thì tốc độ đi đọt và cũng như cái sự cạnh tranh dinh dưỡng nó rất là khắc nghiệt trong vườn của mình. Nên đây bà con, nếu đối với giống mon thon thì bà con mình cộng giúp Vi Hùng là 300ml bắt lo sữa ABN. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đối với trường hợp thứ hai mà đọt nó đã mở lá luôn rồi thì bắt buộc bà con mình phải phun cho nó mở lá mau và cũng như là phun cho nó già đọt mau, thì lúc đó bà con mình mới thực hiện các thao tác kế tiếp. Chứ nếu mà nó đã mở lá luôn rồi mà bà con mình phun chặn đọt là cũng chưa tới ưu. Tại vì khi mà cây đã hình thành các cặp lá đó bà con, thì bà con mình phải phun cho nó già mau và cũng như kết thúc một cái chu trình cơ đọt, thì lúc đó cây nó mới quay lại trạng thái sinh sản tối ưu nhất. Thì cái công thức ở đây Phi Hùng cho bà con mình sử dụng đó chính là 500ml Argon 620 mình kết hợp với một hũ MKBI. Và đối với trường hợp này, khi đã tận dụng cơ đọt rồi
gầy xanh mình phải quản lý. Thì bà con mình kết hợp với vùng là một gói Oxynet, mình hòa vào 200 lít nước, và sau khi mình chặn đọt xong, sau khi mình đánh cho già lá xong thì bà con mình phải tiến hành một cái cử kích. Và cử kích ở đây là mình thực hiện để làm chi? Để mình kích thích cái sự phát triển của mắt cua, hoặc là bà con mình phải đánh thức mầm ngủ để cho nó đừng có ở cái trạng thái miên trạng nữa. Thì cử kích ở đây bao gồm các chế phẩm sau, là một cái chai Maybe 247 ABN à. Mình kết hợp với một hũ MKBI ABN và 750g 7544 ABN, mình hòa vào phi 200 lít, mình phun ở cái vị trí thân cành và mặt dưới lá ha bà con. Thì bốn tình huống đã xảy ra rồi, thì bốn tình huống này thiên về thời tiết cộng với thao tác canh tác làm cho ảnh hưởng tới cái việc keo hoa của cây sầu riêng. Nhưng mà đối với tình huống thứ năm, đây, tình huống này đặc biệt nha bà con. Tình huống thứ năm, đọt không xì, mắt cua ra tốt, ra bông gió. Đây, cái này mới đặc biệt nha bà con. Đối với giống y sáo hoặc là đối với giống bông thon đều có thể xảy ra tình trạng này. Thì đây cũng là một trong những cái mà Vi Hùng ghi nhận được cái niên vụ vừa rồi xảy ra rất là nhiều. Thì sau cử kích số 1 hoặc là cử kích số 2 thì cái số lượng mắt cua mình ra tầm khoảng 4-50%, nhưng trong đó là phân nửa là mầm lá. Thì ở đây bà con mình không thể nào tiến hành được thao tác bà con mình dở bạc. Tại vì khi bà con mình dở bạc, xóc nước vô, mình đưa dinh dưỡng vô, chắc ăn đi nhánh bơi hết trơn luôn, lúc đó tỷ lệ bông trên vườn mình không có được. Nên ở đây bà con mình phải thực hiện cái thao tác là mình chuyển đổi, hoặc là mình đánh cho cái bông lá nó trở thành bông thật. Đó là một trong những cái mà niên vụ năm rồi Phi Hùng gửi tới bà con mình ứng dụng rất là hay. Bà con mình rất là thích, nên ở đây Phi Hùng gửi tới bà con mình một cái bộ đôi giải pháp Maybe 247 cộng với Nano K cộng ABN. Thì cái liều lượng như sau bà con: hai chai Maybe 247 mình kết hợp với một chai Nano K cộng cộng với một chai thấm sâu, bà con mình phun liền lập tức giúp Vi Hùng. Vị trí bà con mình phun là bà con mình sẽ phun thân cành, đặc biệt nha, ở đây Vi Hùng nhấn mạnh thân cành với mặt dưới lá giúp Vi Hùng. Đó là một trong những cái bộ giải pháp để làm chi? Giúp phân hóa lại cái mầm hoa của mình, giúp chuyển cái mầm lá thành cái mầm bông thật. Và đặc biệt cái ưu điểm của cái bộ giải pháp này, tại vì đa phần bà con mình thấy đi 60%, mà nếu giai đoạn này mình tác động những cái sản phẩm kích bông hoặc là sản phẩm không tối ưu thì nó sẽ gây cháy cái mắt cua còn lại. Nhưng mà đối với giải pháp này Phi Hùng đảm bảo là gì? Không gây cháy hoặc là không gây đen những cái mắt cua đã xuất hiện rồi. Ngoài không cháy mắt cua thì bộ giải pháp này có thể giúp cho cây sầu riêng mình hạn chế đi đọt luôn bà con. Và đặc biệt là gì? Nó sẽ có hiệu quả sau 5-7 ngày phun. Và trường hợp bà con mình thấy cái tỷ lệ mầm quá nhiều rồi, bà con mình giảm lại giúp Phi Hùng là tầm khoảng 5 ngày mình sẽ tiến hành một cái cử phun thứ hai. Vừa rồi Phi Hùng đã gửi tới bà con mình những cái tình huống mà có thể xảy ra trên vườn sầu riêng của mình. Thì thật sự là những cái tình huống này được Phi Hùng biên soạn dựa vào sự thực tế luôn bà con. Phi Hùng đi vườn nhiều và cũng như mình kết hợp với nhà vườn, và cũng như những cái vườn mà Phi Hùng xuống trực tiếp Phi Hùng làm, thì đâu đó những tình huống này có thể xảy ra. Thì Phi Hùng mong rằng những cái thông tin mà Phi Hùng gửi tới cho bà con mình có thể giúp bà con mình xử lý những cái tình huống này nó nhuần nhuyễn nhất, và cũng như làm cho cái vườn sầu riêng mình ra hoa thành công nhất. Thì cuối lời ha, Phi Hùng có một cái đoạn thơ luôn. Mình mở đầu bằng đoạn thơ thì bắt buộc mình phải kết thúc bằng một cái đoạn thơ cho nó tròn đầu tròn đuôi ha bà con. Lý thuyết tạo mầm như đi thi bằng lái xe, tạo mầm thành công như chạy xe ngoài đường. Qua mỗi mùa vụ sẽ có những tình huống khác nhau. Và đặc biệt là gì? Kính chúc quý nhà vườn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong canh tác. Thì Phi Hùng cuối lời thì Phi Hùng xin chia sẻ lại với bà con mình. Bà con nào cần cái quy trình nè, cần tư vấn, cần liên hệ mình để mình kết nối và cũng như mình chia sẻ học hỏi, thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại trên màn hình. Cuối lời Phi Hùng xin cảm ơn bà con mình đã quan tâm và theo dõi. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, thành công trong niên vụ sầu riêng 2024-2025.